And then the young lady here is fully recovered. She was still sick. She was still have sinuses during lunch, but now it's all gone. Maybe it's the food. Chắc đồ ăn đó, chứ không phải là gì đâu. Không chắc có thể là tại phát tâm mà làm party cho làm tiệc cho Phật A Di Đà đó, trong gì hết á, trong cách nào nó lẹ vậy được, nó vô lý lắm, doesn't make sense. Chuẩn bị cả hai ngày luôn. Yeah, huh? And she says when she's sick like this, it takes her about 2 weeks. And now it's only 2 days. It's got to be Amitabha Buddha. Chắc là nhờ Phật A Di Đà đó. Không cách nào, không có lý. All right. You have anything to share with the assembly? Có ai có muốn chia sẻ gì với đại chúng không? Cảm ứng gì lại không? You have any experiences, anything you'd like to share with the great assembly? Dạ, chứ cô cứ tự nhiên, cứ thắc hỏi đi, thắc mắc cứ hỏi. Dược sư hả? Không, người Hoa không phải chùa nào cũng niệm dược sư đâu. Chùa nào cũng phải không niệm. Có chùa không có. She says that she's from a Vietnamese tradition. Hi, Joseph. Did you have dinner? Yeah? Oh, you're getting taller. Huh? He's getting taller, isn't he? Hey, Lu Ching. Ta sẽ chẳng cao như thế. Mấy rồi? Hả? Nó xèo tung si. Ta họ sang sư dầu cao như điện hả? Vì trình cao như điện. Hả? Mấy rồi à? Cao hẳn tô hả? À, bây giờ vấn đề như thế hẳn tô đó, hẳn dễ sư. Hẳn. Ok. Nói là nhóc sao nó cao, phải nó cao, người để ý mình thấy nó cao hơn lần trước. Alright, the Bhikshuni, Vera Bhikshuni says she's from the Vietnamese tradition, and she says that after you recite, after they recite the Sarvanga mantra, the mantra section, they would circumambulate and recite Shakyamuni Buddha's name. How come the Chinese temple, they recite Medicine Master Buddha? I replied is that not all Chinese temple recite Medicine Master Buddha's name. Number don't, they recite something else. Một số chùa khác là không có tụng cái đó. It turns out that we practice the Dharma that's given to us by our lay teacher. Ân sư ngài Thiên Hóa đó, ngài chọn làm cái pháp như vậy. Tại vì lúc mà làm thì ngài nói lúc mà họ tuyển chọn cái lá pháp công phu khuya đó, thì ông chọn đủ thứ rồi, xong rồi ngài sai đệ tử đi qua bên Đài Loan học cách làm lễ. Còn cái pháp là ngài chọn nó như vậy. Ngài trước giờ đã tu mình không muốn. So I heard that from my late teacher that he devised he picked the format of the morning ceremony, and then he told his disciples to go and to Taiwan and learn the actual liturgy itself and bring it back. Okay, but the actual content is from him. Why does he do Medicine Master Buddha? Tại sao dùng đi nhiễu dược sư? Because for several reasons, có nhiều cái lý do lắm. First of all, Medicine Master Buddha is very helpful towards healing,
illness. Thứ nhất á, là ngài dược sư Phật á, ngài có cái đại nguyện là giúp chữa bệnh. Okay. And when you cultivate, khi mà quý vị tu đó, my experience has been, thầy quan sát như vậy nè. Whenever you're about to practice the great dharma, you'll be sick. Khi mà quý vị sắp tu cái pháp đại pháp rồi, tự động sẽ bệnh. Sẽ bị bệnh. Okay. My experience has been when I was there, I was transmitted the important dharma to practice. I was very very sick. Thầy nhớ lúc mà thầy còn học đó, thì được trước khi mà được khi phải đi lùng mấy cái pháp đó, kiếm hồi mới ra được. Rồi khi được chính thức truyền rồi đó, thầy cũng học lắm. Mấy người Việt Nam đi học lắm, mấy người Tàu đi học lắm, tầm 7 người Mỹ đi học lắm nhiều lắm. Họ lấy trên mạng họ học lắm, học mấy cái pháp mà họ không được truyền, cái đó là nên nhất cái thần chú không được nữa. Thì lúc mà thầy được truyền mấy cái đại pháp á, thì trong dòng của ngài Tiên Hóa đó, thì mỗi lần mà được truyền như vậy là đều bị bệnh hết. Mà trước khi mà được tu là bệnh dễ sợ lắm, bệnh như là bệnh rất là nặng. So my experience has been that when I was there in the Master Shen Hua's shadows, umbrella, and I was seeking a lot of dharmas. And when I was officially transmitted the important dharmas in my lineage, I became very sick. So, and then I noticed, for example, this time in the Phổ Chi, nhất là chẳng như cái Phật thất kỳ này cũng vậy, cũng lạ lắm. Tại vì thường thường á, chị biết không, những người mà tới chùa mà bệnh á, thầy không cho truyền nhiễm đâu. You know, funny thing is that when people come to my temple, and I make a point to not allow them to spread. When they bring disease to the temple, I don't allow people to get sick. They don't spread. Because I feel that they only come here for a short duration, and I don't want them to bring the germs back to the family. Lý do thầy không cho nó truyền nhiễm là tại vì thầy không muốn họ đem về cái vi trùng về gia đình của họ. Tại cái chùa mình nó có tội với gia đình của họ, đắc tội với gia đình của họ, thầy không cho họ đem về. Okay, so people don't get sick, and yet these women are sick left and right. Một lần này Phật thất này, mấy cái bà già trầu này, không ăn trầu hả? Mấy bà cụ này với là mấy cái cô này á, thường thường khỏe lắm mà bỗng nhiên bà bệnh lây tùm lum ta la hết. Okay, that is the sign of karmic obstruction. Cái đó là cái hiện tượng của cái nghiệp chướng. Okay, cái nghiệp chướng khi mà quý vị tu á, cái pháp á, mà nó có lợi cho quý vị á, nó có rất lợi cho quý vị á, là sẽ bị bệnh, thường thường sẽ bị bệnh. Thành cái bình nó lạ, là thấy ta quan sát thì tức cười lắm, tại vì những cái người mà tại họ tới tu thầy lâu rồi đó mà thầy không dạy gì hết á, rồi bây giờ được dạy cái pháp này, họ người nào cũng sung sướng như thế. Cái pháp này quan trọng lắm, mà thành nó bị bệnh tùm lum tà la hết đó. Thầy thấy cũng tức cười. Okay, so anyway, these people have been coming to the temple for years, so 4 or 5 years. Thân hương là mấy năm rồi ha? 4 năm rồi. 4 years at this temple, and she only wants to learn jinxiang. She only wants to learn recitation. That's the only thing she's interested in, I don't teach anything until this Phổ Chi, where I decided to teach you a small thing. 4 năm thầy cũng dạy gì nhiều hết hả? Dạy sơ sơ. 4 năm giờ theo thầy thôi. Lại lai rai thôi. 10 năm theo bên kia. Vậy là 14 năm này, giỏi quá. Tu gần bằng thầy rồi. Thì thầy không dạy, rồi bỗng nhiên năm này thầy quyết định dạy chơi dạy thì thấy cái gì bệnh tùm lum tà la hết. Nhưng đều mà cũng là tại vì cái bệnh như vậy thành cho cái gì thấy cái đó là cái gì thấy cái phước báo của vị nó lớn như vậy đó. So
funny that all the years I don't teach people, and then I decided to teach it, and then they suddenly all become sick. And because they become sick, they have the chance to experience the effectiveness of the Dharma right away. Nhờ cái bệnh đó, quý vị thấy là cái pháp nó dễ sợ như vậy đó. Tùy cái sức mỗi người, tùy cái duyên mỗi người, cái phước báo mỗi người, cái pháp nó có những cái thành tựu như vậy, nó tự chữa bệnh được. Mình bởi vì cái trên bên cái mấy chùa là người ta khi người ta bệnh là người ta đâu có uống thuốc đâu, ít uống thuốc, người ta ngồi ta thiền không. Ừ. Ok. Mà nhất là quý vị biết không, quý vị để ý như vậy này, you know, very interesting thing is that these old ladies, traditionally or conventional belief is that when you're old and you're sick like that, you go home, you rest. Không? Cái bệnh cúm này theo thông thường mà quý vị lớn nhất là quý vị lớn tuổi đó, à, bác sĩ nói phải về nhà đi uống thuốc rồi nghỉ chứ không được, dùng sức. Mà tới chùa đây làm hoàn toàn ngược lại á, không có nghỉ mà tụng mà khá cổ luôn, khang cổ luôn. Cái đó là cái vị thấy đó, đó là cái pháp này, chứ không phải nó không có như cái thế gian pháp là họ khác. Nên cái vị có cái cảm ứng, cái vị thấy tu nó khó lắm, mà tại vì được truyền cái pháp rồi mà chưa chắc, nếu cái vị mà không có cái lòng tin á, mà cái vị nói ơi tôi là bệnh tới nơi, tôi về nhà tôi nghỉ, là cái vị không thể nào thấy được cái pháp này, nó dễ sợ như vậy đó. Khó lắm, nhiều thử thách dễ sợ lắm. Cái pháp nó đàng hoàng, cái vị bị rất nhiều thử thách. Mà cái vị nhưng mà cụ, nhất bà cụ nói là tôi là lớn tuổi, một thầy nó xú dài biểu tôi đi đi tụng như vậy cho khang cổ rồi tôi rồi bệnh rồi nhà tôi bác sĩ nó đi rất vương là họ tới gia đình họ tới kiện thầy nữa. Cái xứ này nó ghê lắm, mà đủ thứ cái coi. Có cái chùa là nói cái chùa là nó biết được sư nghe biết này giá trị bao nhiêu ha, lấy được bao nhiêu tiền. Khổ lắm, cái thứ này dễ sợ lắm, đùng cái là vực nhục sư nó nhảy vào. Mỗi tháng mỗi năm phải tốn tiền mua bảo hiểm vậy rồi nó kiện nữa. Khổ lắm. Thầy nói quý vị biết không, có một cái đạo tràng như vậy cẩn thận đó, nó tới nó thấy có tiền một cái luật sư nó vào nó ăn thịt ngay. Nó làm thịt là ngay. Thầy nói cho hàng gấp thường hợp mà gặp bà cụ như bà khuyên mà về nhà nghỉ đi chứ không được ở lại đây, chúng tôi hội kiện gia đình, hội kiện có chuyện gì hội kiện phiền lắm. Ok, thành cái này đối với thầy cũng tỉnh bơ. Tràng tới nè, thấy mấy bà cụ bệnh hoạn như vậy mà coi thử bà có găng cái chừng nào, mấy bà cũng tới lì luôn, xả thân là được. Còn một mức độ mà nó do dự, mấy bà nói không biết con mệt quá thầy ơi, thầy thôi con xin phép thầy về nhà. Thôi về đi con, về này. Không giữ lại đâu. Cái này thử mà quý vị cũng thấy được cái thử đó, ráng mà chịu thôi. Phải bình như vậy đó, tu cái pháp mới thấy được cái hiệu quả của cái pháp, nó dễ sợ lắm. Như cái cô này cũng vậy, thường cô này là bình là về nhà nghỉ phải không? Con nói ở nhà mà con cái nó nói là con mẹ bệnh, mẹ đi tu như vậy là mẹ điên hay sao vậy? Nó kêu về nó cười cho một trận á. Đứa nào cũng nói vậy đó, đúng không? So this is interesting because when you I notice, for example, you guys don't realize it, but when you have a temple like I do, there's quite a few complications. These old ladies, they come and they get sick. Okay, so they get sick from a temple first of all, and so that's a test right there of their sincerity. If they have doubts, they have any doubts at all. Okay, they say, "Oh, master, you talk a lot, and then now I'm sick, and the temple is too cold, and now you teach it these things that go against the conventional wisdom." So can I go home, rest, and I come back when I feel better? I would have said, yes, please go home. Okay? But since they decided to tough it out and stay here and cultivate, and they find out that because of their sincerity and their vigor, they can see that the effects, the responses they get from practicing the Dharma. Okay? If you practice the good Dharma, you always run into tests, and one of the major tests is sickness. Thà
Thành ra nhắc lại cái vị, lúc mà tu đó, mà gặp cái pháp mà nó rất có lợi cho cái vị đó, thì một trong những cái thử thách cái vị sẽ gặp á, ok, à, là bị bệnh hoạn, cái vị sẽ đản chí ngay lập tức. Em người mà tu một pháp mà không có gì, không có gì lợi ích gì nhiều, cái nhà khi nào cũng vui vẻ, cũng sung sướng, cũng là đẹp đẽ, cũng là thấy sướng dễ sợ. Đó là đi chậm như rùa vậy đó. Còn mấy pháp lớn rồi phải có cái lòng tin mới được thấy, nó dễ sợ lắm. Mà giống như cái tình độ mình đó, tông tình độ tông, quý vị không tin đó, không thể nào thấy được cái cảm ứng của bên tình độ đâu. Phải càng tin càng nhiều mới thấy được nhiều cái cảm ứng, nó dễ sợ lắm. Quý vị không hiểu cái chữ tín của cái tình độ tông đó, nó tuyệt vời lắm. Đó là cái thử thách của quý vị. Tin trật là chết, mà tin mà cái pháp, mà chính pháp thì tin đúng sẽ có những cảm ứng quý vị không thể nào tưởng tượng được. Tại đây là cái nhỏ nhỏ thôi quý vị thấy đó, bình hoạn như vậy là một cái thử thách, nó dễ sợ lắm. So to remind you, just a reminder, sickness is a common manifestation of a test. When you encounter the great Dharma, you'll be sick. To test your resolve, to test your faith. If you don't have faith in the Dharma, you will not see the response that the Dharma can provide you. Yeah, you may be half-hearted. Yeah, okay, so he says, so I do halfway. Then you only half see half of the response. Okay? Cái gì có nhiều người biết không? Cái tín đó, cái lòng tin đó, nó có nhiều cái trình độ khác nhau. Có nhiều người tin nửa thôi. Thành ra ông thầy làm như ông thầy sư phụ mình thôi, mình nói thì mình làm nửa thôi. Thì chỉ được thấy nửa cái cảm ứng. Cái mà chỉ làm cấm cú mà làm thôi đó, thì sẽ thấy kết quả ngay lập tức. Tại ngày hôm qua thầy nói con sao? Họ nhập lạc. Thầy nói ngày nay lo tụng tiếp là nó hết. Đúng không? Ừ. Dạ gì? Chỉ nói một câu vậy thôi. Không tin ráng mà chịu. Thầy nói nhưng mà trong tâm con không phát nữa. Ông thầy nói tầm bậy tầm bạ. Hên bữa thôi không có chuyện lần thứ hai được. Trong cái lòng, không có lòng tin là tự động là nó chậm là ngay lập tức. Ráng mà chịu. So last night I told a ruler, I said, you know, she told me that she felt very good, and but she still has sinuses. I said, don't worry, keep it up today, and we'll get better. Okay? And she had no doubt. Phải không con? Con đúng nghi ngờ phải không? Con nghi ngờ thầy nói không? I confirmed with her. Did you doubt my words? She said no. Cái quan trọng là nói là làm thôi, đừng có suy nghĩ gì hết á, đúng không? This is the thing about faith. When you teach, you tell you to do something, go do it. Don't ask, I don't know, does it make sense to me? Let me think about this. Is that clear, Anna? This is the great Dharma. The difference between the great Dharma is that it's a test of your faith constantly. Don't think so much. Yes. Suy nghĩ là ráng mà chịu. Không mấy tụi nhóc nó cứ suy nghĩ hoài ráng mà chịu kệ nó. Khóa nào? Lúc nào? Có ba mình ngồi bốn khóa luôn, ba bốn khóa. Hả? Lúc nào? Có nhớ không? Có nhớ lúc mà bắt đầu ăn trưa xong hay là cái khóa thứ nhì? Nhớ lại cho kỹ đi, cái này quan trọng lắm. Thì cô đợi đi nghe, nó
dung dài muốn thầy để nói chuyện rồi thầy họ kéo đi đâu thầy chạy đi theo nấy. Từ từ thầy cô sẽ trả lời cho cô nghe. Mới ăn trưa xong phải không? Cái khóa đầu tiên á, khóa ngồi đầu tiên á là khóa ngồi thứ nhì hay là thứ ba? Ăn trưa là ăn trưa ngon lành, ai có ăn có đói bụng hay là no nứt bụng luôn hả? Ăn trưa bữa nay ăn nhiều phải không? Có ăn nhiều không hả? I said today, she said today, I asked people today, they cook a special meal for the Amitabha birthday, did you eat a lot? Có ai ăn nhiều không? Ai muốn ăn nhiều phải không? Routine tôi với thầy chưa bị treo đùa hả? Chào với đùa đâu ý ăn nữa hả? Đấy. Thì cô nói là cái bữa ăn trưa xong cô vào cái bữa đầu tiên ấy là cái bụng nó còn cứng à, thì à, lúc đó là mình ngủ gật đó nha. Ăn như vậy là vào ngủ gật đó. Ờ, đúng không? Cái giờ đó là giờ khó tu nhất. When you eat that much, the first session when you sit down, that's when you doze off. Whether it's chan or fo chi, same thing. After the first session, everyone dozes off. I look at everyone and, you know, they nod, and everything. But, She says, sinuses, but when we recite the sutra, the sinuses stop. But as soon as we finish reciting on the shits down, then the sinuses are crazy. Okay, so she says that she during the first sit, after with the last bell we hit, that I hit before that, lúc đó mà ngồi thiền không có tiếng mà, that silent sit. The last bell I hit, she sat down and all of a sudden she could hear the bell from the entire duration, nonstop. And she felt very good, very light. Okay? Không bao giờ ngừng hết. Không có ngừng. Mà con có niệm Phật hay là không niệm Phật? Có niệm Phật hay là không? Dễ sợ, gớm. Trời, ta dạy niệm Phật có mấy ngày, bây giờ tới lúc đánh chua không chịu niệm Phật nữa. Trời đất ơi, nghe nói mà rầu thúi ruột. Không phải thầy, lúc mà thầy kêu thầy niệm xong rồi ngồi xuống rồi thiền ra thầy, đánh chua một cái hùng niệm nữa luôn nè. Không, thầy đánh chua xong rồi thôi rồi, thôi con làm thầy vui nha, thầy làm con làm thầy buồn nữa luôn này. She says as soon as the fast recitation, and then I finish it by cap it up by the big bell, and we stop, and then that bell had resonated in her ears for the entire duration, nonstop. So I ask her, did you recite the Buddha's name? She says no. I said, boy, that's disappointing. I teach you to recite the Buddha's name and I hit the bell and you don't recite anymore. That's against. Vẫn có niệm thầm như thường hả? Cái chuông nó vang như có niệm hay là không niệm? Vẫn có niệm như là vẫn nghe cái tiếng chuông vang như thường. Vừa niệm vừa nghe tiếng chuông vang, không nghe cái giọng nói. Nghe, không mệt. Ok. Có ai có cái cảnh giới gì khác không? Anyone else has any other states? Có ai có cảnh giới gì khác muốn chia sẻ cùng đại chúng không? Gần như là chỉ còn cái niệm A Di Đà Phật thôi, mấy cái dòng niệm
he has a similar experience before, but this time is not as strong as the last time in 2008. That during circumambulation, reciting the Buddha's name, everything disappeared as well, but it came back. It didn't last very long. The 2008, the experience lasts a lot longer. Okay, có ai có gì cảnh cảnh giới gì khác không? Chắc là tiếng chuông. Chắc là tiếng chuông từ cô Nhập Lạc tới đó. Thành ra tôi con tưởng là mình đang ngồi thiền, mình đang vọng tưởng là gì nha, thành ra mình nghe được thôi, thành ra con không có nói. Cô không nói thì mới nói ra. Mình suy ra là sao? Nhưng mà tất nhiên mình nghe xong cái mình tưởng là tới giờ kêu mà giống như đang ngồi thiền, mới ngồi xong mà đẻ quá vậy. Mình mở mắt lên thì thấy xung quanh những con ngồi mà sao tiếng chuông bắt đầu lên. She says that she has a similar experience. She was sitting, meditating, and then reciting the Buddha's name silently. And then she suddenly she could hear the bell. And then she came from somewhere. So she said she thought it's like the bell is a reminder that she should stop. So she sort of checked it out, and then it stopped. So I said, it's probably the bell coming from ruler's ears. He heard the same thing. But when she paid attention to the bell, then the bell stopped. It disappeared. Okay. Cái gì ha? Có cái gì? Chiều thầy sợ thầy phải đóng cửa lại. Mà con kiện. Con nghĩ là đại chúng đã qua được một cái test rất là lớn đó. Mọi người đều định trong cái câu niệm Phật của mình không có bị xáo trộn do cái giọng opera của ổng. Dạ. Thật ra con thấy cái sức của đại chúng rất là hay. Giống như hồi xưa niệm Phật ổng cũng vậy, đánh lớn chứ đúng không? They say that this morning when the fat white man, who shall remain nameless, this exact description. I'm not adding anything, okay? He said the fat white man who recited very loudly is a Vietnamese joke, okay? So put a yeah. And the man recited very loudly off key and also at a different pace as well. So everyone was laughing and pointing at him. And she so Yu Nga says,
It seems like he's off one by himself very loudly, but if the rest of the assembly kept up with with the recitation, they weren't affected by that. So it's pretty good. They're able, they're exactly what's supposed to happen. You supposed to ignore all the people's sounds and don't get afflicted. That's most important thing, is not to get afflicted. Don't let the fat man afflict you. Cái quan trọng nhất á là cái gì lúc mà ngồi tu đại chúng mà không để cho người da trắng mập đó làm mình phiền não. Cái đó là cái bài học đó. Mà quý vị nhưng mà đã quỳ xong là qua rồi đó, qua cái thử thách rồi đó. Bài học rất là quan trọng. Cái đại chúng mà nữa, mình vì phiền não mình phải chặt ngay lập tức. Không phải chuyện của mình. Mình chỉ lo chuyện mình làm cho làm kệ người ta. Không có bực. So this is a very important part of the Great Dharma Assembly. This is critical. This is why most of the Vietnamese or the people come to us, they will fail because they see that it's too chaotic. And it's part of it. It's chaotic so that you get afflicted and then you quit. If you don't get afflicted, then you pass the test. Then the fat man will leave. Hiểu không? Cái đó cái thử thách với cái tuần mà. Cái nào thì cho nên là phỉ phăng là bãi rận sư sung là thai ta sân hay sư niên là bú thuê cái sư ta cha mấy sân chi bú phản nào na chi sư khảo sang là So the regulars they're okay, they put up with it, but the new ones, the inexperienced ones, they couldn't laugh at, they couldn't help themselves. They're laughing and they're pointing at him and then they're having fun. Okay? So they are laughing at the white fat man, the fat white man. Okay, yes, Anna. It's okay. Whatever you experience is okay. The objective is not loud. The objective is to exhaust your chi. As long as you still have a voice, use it up. It's not loud. It's about using all the chi you have. The what? The bell? Well, the bell is just the signals, the major signals of the major portions. Like you stop, or you know, it actually has meaning. The bells in Buddhism, the meaning of bell in Buddhism. Every time you hit this bell here, the hells underneath us, the hell living in the hells, they get respite. They don't. The suffering stops instantaneous as soon as they hear it. As long as the bell rings, resonates, the suffering stops. All the torture that undergoing right now stopped. All the pain stopped. All the suffering stopped. And when the sound of the bell ends, that's when the suffering resumes. So when we do this, actually benefiting the hell beings underneath.
This is why the temples, the Chinese, they, when you open the temple, the Chinese come and offer you the best bell possible. Okay, because the best bell in Chinese in Buddhism is the best is a bell that resonates and forever. So, for example, in Taiwan, they make the best bells. The Vietnamese they use a mold to do it. So they use a molten copper and a part of the mix of metal. The Taiwanese, better Taiwanese bells, they use imported Japanese steel. And the Japanese steel is very expensive, and they shape the bell by hand, one piece. They buy a big piece of steel like this, and they take a hammer, I saw it, and they shape it, they hit it. You see the Chinese bells, they have these bumps, because it's the result of taking a hammer and hitting it. And you flatten it, you shape it. You first of all take a piece of steel, you flatten it, and then you shape it. And you shape it with this hammer. You control the thickness of the bell. So the entire bell is very fascinating. The entire bell is they use a hammer and they shape the entire bell like this. All around. So it's very time consuming, very expensive. A set of bell like this in Woodfish probably costs around $30,000. Okay? And why did he do that? The Vietnamese don't understand this, and they don't seem to appreciate it. But the Chinese, their belief is that because of the Buddha's teaching, when you hit that bell there, every time you hit that bell there, okay, you provide relief for the hell beings underneath. So if you offer that bell, you're helping the hell beings. It's beautiful. That's why the Chinese temples, they have the best bells. Because you hit the Chinese bell, that kind of that one monocoque bell, the cheaper bell, they well, the lip is very hard to do. The lip is thick and the rest is thin. So that usually the cheap one, they weld it. So now the sound is not as good. When you take the time to use the hammer and hammer one single piece like that, the sound is gorgeous. It is so smooth, and it lasts and lasts and lasts and lasts. Compare to this, you hit this bell and compare it to the Chinese bell, it's no comparison. I mean, like the other one is so much better, so much longer. This one is too short. Okay, so this is one of the reasons why in Chinese Buddhism they use the best quality bells to signal the major pieces. But every single time you hit the bell like that, downstairs, they get relief. So people don't realize we're doing a lot of good at the temple, a lot more than you think. Thầy giảng cho cô này, cô hỏi tại sao mà đánh chuông, ý nghĩa chuông là sao? Thầy nói có nhiều ý nghĩa rồi, thầy nói đại khái cái ý nghĩa mà thường thường người ngoại mất quốc tăng biết là cái chuông đó là cái tiếng chuông đó, mỗi lần mà nghe tiếng chuông như vậy thì cái địa ngục cái ở dưới chúng ta này, dưới chúng ta có cái địa ngục đó, những cái ngục, người ở ngục, ngục, ngục tù đó, ở tù ở trong ngục đó, mà họ nghe cái tiếng chuông này, họ đang bị tra tấn, họ tra tấn khổ dễ sợ, đau đớn không thể tưởng được. Cái vì nghĩ là mới ho thì là khổ, người ta mắng thì phí là khổ. If you think that you're suffering because your husband ignores you, or that master yells at you, or master is mean to you, it's nothing compared to when you're tortured down there. Khi mà cái vị mà xuống đọa xuống địa ngục rồi, nó tra tấn như cái vị nghĩa là điên luôn, đau đớn không thể tưởng được, kinh khủng. Thành ra khi mà nghe cái tiếng chuông, những người địa ngục trong dưới, ngay dưới cái chùa này mà nghe được tiếng chuông đó, thành cái lực của cái chùa nó cũng nó đẩy cái xuông cho chuông xuống. Cái người mà người Di Na đó, cái vỏ người Di Na đánh cái chuông này nó càng xuống sâu,
hiểu không? Thành trong cái đồng ý, trong cái đạo tràng, người Di Na võ quan trọng, cô có biết không? Người Di Na thứ nhất là ông pháp chủ, thứ nhì người Di Na võ phải cao nhất, nhất cái nhì đứng làm được. Cái truyền hóa người cái truyền thống người Trung Hoa đời xưa kỹ lắm, cái võ cô phải cao lắm mới đứng nó đánh được. Tại cô đánh một cái như vậy thì cái chuông nó rèn xuống tuốt xí sâu vậy. Còn người thấp hơn thì nó cạn. So what happened is that in the Chinese tradition, the kung fu matters. The wei no kung fu is very important because when wei no, the kung fu, the wei no, when it hits that bell there, the sound carries a lot deeper, a lot farther with the wei no's kung fu. Whereas when the wei no's kung fu is not as high, it doesn't carry as deep, as far. In addition to the physical characteristics. Okay? So in the thành ra trong cái truyền thống người Hoa đó, người ta là chú trọng cái đó. Ta nói là ta nói là cái tiếng chuông đó nó vang xuống chừng nào đó, thì đường sâu chừng nào thì càng nhiều cái ngục tù ở dưới, tội nhân ở dưới họ được miễn cái sự đau khổ ngay lúc đó, nghe một cái là ngừng ngay lập tức cái sự tra tấn đau khổ từ cái tra tấn đó, ngừng ngay lập tức. Rồi khi mà tiếng chuông nó vang như vậy, nó vang như vậy thì nó vẫn tiếp tục nó được ngừng. Khi nó ngừng lại một cái là nó bị đau đớn, đau đớn, đau khổ tiếp. Okay. Thành ra cái truyền thống người Hoa người ta hiểu được như vậy. Thành đời xưa đó, cái người mà ta biết pháp đó, ta biết biết pháp đó, ta mỗi lần ta mở cái chùa ra, quý vị biết không, cái chuông là cái chập chuông trống này đó là cái cặp mà quý nhất. Tôi tới tôi cúng lập tức. Okay. Nói cho quý vị biết đừng có buồn, những người Việt Nam đừng có buồn. Cái chuông này á, vì cái người Việt Nam đúc này, nó là cái này thép, thép dở, nó không phải nguyên chất. Cái bên người Đài Loan á, Đài Loan nha, chuông Đại Lục nó còn dở nữa. Đài Loan làm chuông hay lắm, Đài Loan với Nhật làm chuông rất là hay, Trung Hoa còn dở. Đài Loan với Nhật á, tại Đài Loan á, nó thỉnh cái thép từ bên Nhật về, cái thép là thép nguyên chất, thành nó lấy cái búa nó gõ thép Đài Loan á, thép là Trung Á Đại Lục á, chuông Trung Loan Đại Lục á, chuông mà cái vị mua mấy cái nó có mấy cái u cục như lỗ lỗ đó là tương đương của Đài Loan với Tàu nó làm, đó là cái truyền thống như Tàu nó làm như vậy, họ không có đúc như người Việt Nam mình, nó gõ chuông, rồi xong rồi cái môi đó nó có cái môi nó dài, chuông nó mỏng, cái môi nó dài. Thành ra cái tụi mà rẻ tiền đó là cái vị trời ở cái môi đó thì nó thấy là mình thấy có cái hàng ở dưới đó. Nó làm khéo lắm, nên mình biết cái hàng mình đánh một cái thì hai miếng nó rung khác nhau, thành ra cái tiếng âm thanh nó chậm lại, nó choảng với lại nó ngắn, thành nó bị choảng với nhau. Cái vì nghe cái chuông kỹ qua cái chuông này nó bị choảng, thành đánh hoàn chỉnh nó bùng như nó cái chỗ nó khác nhau đó. Cái chỗ impurity nó không có đều, thành ra chỗ này nó rang khác, chỗ này nó vang khác, nó choảng nhau, tự động nó ngắn lại. Còn cái chuông nguyên chất cái cùng một thể thôi á, thì nó đánh một cái nó ngân, nó không ngừng. Bởi vì vậy cái người địa ngục ở dưới đó người ta đỡ khổ hơn nhiều. Ta nói nó không phải là vì cái khôn ngoan người ta mà cái kết duyên người ngục luôn, mà họ cái tâm từ bi người ta phát, người ta nói là tôi cứu giúp đỡ những người đang khổ sở. Okay. Thành ra cái truyền cái người Hoa là như vậy, người ta có những cái tế nhị, có những cái ẩn trong cái pháp họ mà mình biết được. Không ai nói chuyện này đâu nha, thì học rồi từ mới lòi ra thôi chứ không ai nói. So coming back to the point is that, so the bell is very important, the bell here, you know, that thing. And you know, the other side of it is that the bell also has another function. Cái dụng khác của cái chuông là gì? Là sao? Môn bạch thầy, con nó nhiều lúc con đi chợ và con ngồi mấy xe hơi, mấy đứa con hay chở đi đâu vậy đó. Có khi bước lên xe con nghe tiếng Phật, nghe tiếng kinh tụng à. Cái con mắt lời con nó quá tự nhiên thành tâm lắm ha. Có cái máy con trong xe mà mở kinh tối ngày này.
Pháp vân tướng rồi, cái đó là tốt lắm, cái đó là chánh niệm đó. Cái đó là chánh niệm đó, tu đàng hoàng mới tới được như vậy, rất là tốt. Cái tâm thanh tịnh mới tới được như vậy, rất là tốt. Cái đó là quý lắm mà, tại vì cái kinh A Di Đà là mà được ý thức được như vậy là Đức Phật đang chư Phật, không phải Đức Phật mà chư Phật đang ý niệm thân hương để mà bảo hộ. So she keeps on hearing the Buddha's name and Amitabha Sutra, even though it away from the temple. I said it's a good state. It's being mindful of practicing mindfulness of the Buddha's name and so this is a wonderful state. It's nothing to worry about. It's a very good state, and you have to be pure enough to get to that point. Okay. So it happens to a lot of people. Nhiều người như vậy, mình cái tâm mình thanh tịnh sẽ nghe được như vậy. So anyway, the Bhikshuni, coming back to her question, and we got sidetracked. She asked, why do you recite the Medicine Master Buddha? Sư cô muốn hỏi là tại sao mình tụng chùa Hoa, ta tụng cái dược sư Phật. Thầy trả lời, bắt đầu trả lời đó. Thứ nhất là cái dược sư Phật đó, là quý vị mà tu cái pháp môn đó là được gỡ mấy cái bệnh hoạn. So my first answer I got sidetracked is that when you practice the Medicine Master Buddha Dharma, you receive help with your illness. Okay? As long you have this body, you are confronted, we will confront a lot of different illness. Okay. Cái thân này là cái thân bệnh hoạn. Nhất là lớn tuổi nó càng nhiều cái thứ bệnh lắm. Thiệt ra nói cho quý vị biết là khi mà quý vị lớn tuổi như bệnh cảm, thiệt ra là mới một cái mặt thôi. Cái cô này nhẹ hơn một phần là tại cái bệnh cô là nó cô cơ thể cô cường tráng hơn, nó khỏe hơn. Còn mấy người già đủ thứ bệnh ở sau á. Cái bệnh cảm nó bị như vậy là thiệt ra là bị đánh nhiều trận lắm, thành ra phải gỡ rất nhiều, không có dễ đâu. Lớn tuổi mình chịu thôi, mình càng già mình yếu, mình đánh đủ chỗ hết đó. Không phải đừng có tưởng cảm không nè, thành ra người lớn tuổi mà bị cảm một cái là nguy hiểm đó. Bác sĩ sợ lắm, tại vì lúc đó là hở đủ chỗ hết đó. So I say that when you order, especially when you order and you down the flu, actually you have a cold, it's very dangerous because it's not only the cold, it's also they are attacking many fronts, more than just the cold. Thôi, như con nít vậy. Biểu người quốc gia, người xuất gia thì ngồi thẳng, ngồi với chuối xuống như cái lúc đó học trường đại học như vậy. Thói sao á, dài hoài. So you thứ nhất là bệnh, đều cái chuyện khác nữa. The second thing is that when you practice the Medicine Master Buddha Dharma, cái gì như khi quý vị tu cái pháp mà dược sư đó, you see
When you are in trouble, you ask for help from Quan Yin Bodhisattva. Quý vị biết, thường biết, mình khi mình lâm nạn, mình gọi kêu cứu Ngài Quán Thế Bồ Tát, then you get a response. Quý vị thành tâm sẽ được cảm ứng, được cứu. Ok? Ngài Quán Thế Bồ Tát không bao giờ bỏ quý vị hết. Nếu mà xứng đáng cứu, nếu mà xứng đáng cứu là cứu ngay lập tức. Nhiều khi không cứu là tài thao vậy, không cứu tốt cho quý vị hơn. Có biết chuyện đó không? So when you are in trouble and you ask for help from Bodhi, the one in Bodhisattva, she will help you. Okay? She will rescue you. Occasionally, she will not rescue you. You know why not? Because either you're not sincere enough or because it's better not to help you. Okay? It's better for you, for her not to help you. That's why. But she will never abandon you. Cái hay của Ngài Quán Thế Bồ Tát cái đó nó, Ngài không bao giờ bỏ chúng ta đâu. Okay? The problem is that the difference between Quán Yin and Medicine Master Buddha, cái này là sự khác biệt giữa Quán Thế Bồ Tát, cái pháp đó, pháp Quán Âm Bồ Tát với là pháp Dược Sư. Pháp Dược Sư là cái vị đưa cái sự sung túc của những cái vật cần thiết cho cuộc sống. Pháp Dược Sư đem tới cái đó. So the Medicine Master Buddha Dharma is different in the Quán Yin Dharma in the sense that he specializes in giving you your necessities, the things you need for your daily lives. That's what he vows to do. You practice my Dharma, I will provide for you for your necessities. You never run short of things. Pháp Ngài, nếu quý vị mà tu cái pháp của Ngài, Ngài cái nguyện Ngài, Ngài nói là ta sẽ Như Lai sẽ giúp đỡ cho quý vị những cái đồ cần thiết trong ngày đó, cuộc sống của ngày đó không bao giờ thiếu thốn hết. Thì quý vị biết, cô có biết không, những người xuất gia chúng ta đó, có đâu cái gì quý hơn nữa đâu. Mình chỉ cần để lòng tin trong Ngài Dược Sư và Phật, mình chỉ lo tu thôi, mình không cần lo chuyện tiền bạc, cơm áo, nhà cửa, không cần biết luôn. Mình yên tâm được. Đó là cái tuyệt vời của pháp Dược Sư, người xuất gia người ta không biết mà lợi dụng. So I explained to her that especially for left-home people, our life is very simple. We are dependent on donations. So when we practice the Medicine Master Buddha Dharma, we'll be provided for. We don't have to worry about money. We don't have to worry about food. We don't have to worry about clothing. We don't have to worry about shelter. Doesn't matter. We'll be taken care of one way or the other. And this is what I find deplorable. The younger monks and nuns in whether it's Chinese or Vietnamese and so on, they fail to take advantage of it. So what they do? They go and find a job. Thật ra quý vị biết không, cái thời buổi này đó, những cái người mà tu sĩ đời nay đó, người Việt Nam, phải riêng người Việt Nam, người Tàu cũng vậy, người ta tìm cái mưu sinh, ta làm cái gì để mà ta sống. Quý vị biết không, trong Trung Hoa, người ta qua bên kia, ta đi tùng đám, mấy ông thầy trẻ phải đi tùng đám. Tùng đám là sao? Đi làm việc, đi làm công cho cái người kia, có cái người tại gia đó, ta kêu điện thoại tới nói này, thầy, tôi muốn thầy đi làm tùng đám cho nay này. À, ông bay tới, ông chạy lái xe tới đó, họ sống như vậy, họ đủ sống, họ không cần chùa, họ không cần gì hết đâu. Tại đó làm gì nhiều lắm. Trước thầy cũng đi làm như vậy, vui lắm. Gì thầy cũng làm hết đó. Mất cỡ lắm, tại vì mình làm việc cho người tài gia, nó kêu điện thoại mình phải chạy đi, mình phải mất mối. Người nào thầy nào cũng 3-4 cái điện thoại ấy. Dễ sợ. Thành ra hoặc là họ đi làm việc, hoặc là có thằng nào học cái bằng xong đi làm việc, rồi xong là họ lấy cái tiền đó họ trả cái chùa này đó. Cái đó là tại vì họ chưa biết cái sự quan trọng, tầm quan trọng của pháp Dược Sư. Mình tu pháp Dược Sư thôi, mình đói mình chịu đói thôi. Cái đói là cái thử thách thôi. Cái lạnh là thử thách, coi thử mình cái gì mình kiên tâm là không. Rồi Ngài sẽ lo cho. Thầy tin như vậy. So, the young monks and nuns, they in Taiwan, they and even here as well, they
their profession is to either lecture at the university, okay, because they have a PhD from a good school, and therefore they become a lecturer, they get paid, or they do the funeral services. So there's a layman, a layperson, who's like the key member of society in that community, that whenever there's a death in a family, they would call this guy and ask him to arrange for the ceremonies, and this guy would have in his stables a number of monks and nuns who work for him. So he'd call them and say, hey, can you go to that house and recite for me? And he takes a cut. He takes a big cut, actually. Okay? So you actually are working with a lay person. Or the Vietnamese they go get a degree, and then they get a job and pay for the mortgage. And they say, I don't need to depend on the donations from the faithful. And there's a temple close by, and it's like that. Right, Janice? Okay? So that's because they don't understand. They don't have this medicine master Buddha Dharma. They don't quite believe in it. Đó là cái pháp thứ nhì, đó là cái ngài dược sư, ngài lo cho chúng ta, không cần phải lo, không cần lo những cái đồ vật chất. So for level people, again, the medicine master Buddha Dharma will provide us for our necessities, so that we don't have to worry about it. Không cần phải sinh nhai, không cần phải làm thương mại để mà sinh sống. So that's why our temple, we don't worry about doing selling things or making money. We just practice whatever my teacher taught me, and that's it. Just like his temples, we don't do business. Thầy thầy cũng vậy. Theo cái truyền thống của ngài Tiên Hóa đó, là chỉ tu theo cái pháp vậy thôi, chứ không có lo chuyện làm thương mại, không lo chuyện làm gì hết, không lo chuyện sinh nhai. Pháp có gì đó, những cái gì mà cái trong chùa ngài Tiên Hóa có là thầy làm bất chước giống như vậy. Ok, nó đủ rồi, đủ sống mà tu rồi, đủ rồi mà tu. So and finally one more thing that's even more important, là cái cuối cùng. Có nhiều cái thầy nó vắn tắt thôi, có ba cái điểm chính thôi, thầy chia sẻ cho sư cô biết. Và cái điểm chính thứ ba nó rất là quan trọng đối với người tu hành như chúng tôi, như chúng ta. And the third point, it's a lot more, and I'm simplified. I just want to mention three things. The third thing is that very critical for cultivators, especially left-home people. Medicine Master Buddha will restore your precept purity if you have violations. Quý vị mà tu pháp ngài dược sư Phật đó, khi mà phạm giới đó, niệm không gian ngài đó, sẽ được gỡ, được thanh tịnh lại. Người xuất gia mà phạm giới mà không có sám hối, mà không gỡ cái đó, nó sẽ bị đọa, khó tu lắm, đâu tu ra không ra được, cũng thành đạo đâu. So for left-home people, and for you lay people as well, you're serious about cultivation. Yeah? You recite, you do the Medicine Master Buddha Dharma, it restores your precept purity. And if, in particular, if you cultivate in order to attain liberation, you don't have precept purity, you will not become liberated. Cái người tu hành, nhất người xuất gia, mà phạm giới thì không thể nào đắc quả được. Không thể nào được. Thấy dễ sợ, cái pháp mà kín dễ sợ như vậy. Tuyệt vời. Làm theo thì làm biết bao nhiêu năm, một ngày đó thì thế rồi, trời được rồi, sao mà pháp nó hay dễ sợ. Thức tỉnh, thế rồi, ngày Tiên Hóa dễ sợ luôn. Cái pháp này truyền để giúp cho chúng tôi tu, đệ tử tu. Nhờ vậy đệ tử ngài Tiên Hóa mới đắc quả nhiều, không thể tưởng, chứng quả nhiều. Mà tại sao mấy chùa khác không có? Cái pháp ta hơn mình.
thì là người Mỹ, không phải người Việt Nam, không phải người Tàu, không có gì hết đó. Người Mỹ, tâm thần người Mỹ là cái gì mà hay, cái gì mà tốt nhất đó, mình lấy mình bước trước mình làm thôi. Mỹ nó không cần biết mình da vàng, da trắng, da đen, da đỏ, mập hay là ốm hay là xấu, nó không cần biết. Cái nào mà hiệu quả nó xài thôi, nó xài quý vị luôn, nó mua đích người ta luôn. Mỹ nó giỏi dễ sợ như vậy đó. Thành ra bây giờ sư cô thấy dễ sợ, cái kính dễ sợ như vậy đó. Chỉ cần phát lòng tin thôi là mình mỗi lần buổi sáng mình đi nhiễu như vậy, là quý vị phải nhớ chú tâm nhất tâm tụng ngài Dược Sư Phật Hồng Danh là đang được gỡ cái những cái lỗi của mình. Không thôi làm sao mà chứng quả bây giờ, quý vị đâu có sám hối đâu, đúng không? Không có đâu. You see, when you in the morning, when you recite Medicine Master Buddha and Soka Ambale, be extremely sincere, because all these results, and in particular, a lot of these sanghas, they don't even have confessions. They don't even repent. They don't do repentances. And if they don't, their precept substance is not there. If the precepts are impure, they cannot certify to the fruitions. It's impossible. Lúc mà sư cô đắc quả, lúc đó sư cô phải giới thể phải thanh tịnh mới đắc quả được. Còn giới thể mà bất tịnh đó, không thể nào đắc quả lúc đó được. Thành là sư cô phải tự giải đó, hoặc người thầy phải giúp cô thanh tịnh, cô mới đắc quả được. Đó là bí mật của tu hành đó. Nhờ quý vị hiểu tại sao mà cái tu hoài không ra. Tại tu cái pháp nó chưa đủ, tu hoài không ra. Mình kiếp này kiếp khác chạy hết ông thầy tới ông thầy khác. Con hiểu tại sao thầy bắt con theo cái pháp tàu, thì con học từ từ con sẽ hiểu cái tuyệt vời của pháp, nó cao dễ sợ. Đó là mới thầy giờ mới giảng sơ sơ thôi đó, chưa giảng hết đó. Cái cuốn sách mà Nhật Tùng đó là đầy pháp ở trong đó. Nó dài cộm như vậy nè, không truyền cái pháp đó đâu. Xài nghĩa là không hết. Thành ra mấy ông thầy mà tại sao mà đi dạy chứ không dạy tài chi mấy ngoại đạo làm cái gì. Mấy pháp này tu chưa kịp nữa, tu không xong nữa. Mấy thằng nhóc này thì luyện nó xong rồi, huấn luyện nó không xong nữa. Còn đọc vào làm pháp cũng không đủ nữa. Nó không nổi. Không có thì giờ dạy mấy pháp là ngoại đạo làm cái gì. Giải pháp ngoại đạo, tại vì Phật pháp thu pháp ngoại đạo mới giải pháp ngoại đạo. Còn thầy thấy Phật pháp nó hay quá, quá cao siêu, ngoại đạo không cách nào mà đụng nó nổi. Sao phí thì giờ làm cái gì? Phí bây giờ quý vị làm cái gì? Ok, được không sư cô? Cái đó là lý do mà cái Tùng Dược Sư đó. Ok. So that's the reason why I mean we practice Medicine Master Buddha. Sit up. This is not a college. You're a left home person. Sit straight. Okay, any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? Ừ. Bạch thầy, trong cái bài Hồi Hướng có cái câu là tình dữ vô tình đồng thành Phật đạo. Con thắc mắc không biết là hữu tình thì tu để thành Phật đạo thì hiểu được, còn vô tình thì làm sao mà thành Phật đạo được? Thầy giải thích gì không? Hỏi khó rồi, hỏi còn khó dữ vậy. She says in the transference, it says that I transfer the merit and virtue so that both the sentient beings and insentient beings attain Buddhahood. And she says, sentient being meaning living beings, people that have blood, breath, and consciousness. They're sentient. Excuse me.
Okay? But insentient are like rocks, wood, the earth, metal. All those have no feelings. Okay? How can they become Buddhas? So my response is, why are your questions getting harder and harder every day? What do you think? Cái gì nghĩ sao? Lucky I have the internet here. May anh có thể có được internet ở đây nè. Yes? Ai biết không? It's kind of hard to explain. Khó mà trả lời. Thì các thầy cũng 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 có không thể nào không biết cái cách nào trả lời cho nó rõ ràng. This is an area where I myself I'm not that clear about. Basically, there are cases where insentient beings can become sentient. Trong kinh Lăng Nghiêm có cái phần nói là 12 cái loài chúng sanh đó, thì có những cái loài mà nó có thể từ cái vô tình như tới thành hữu tình, nó biến thành hữu tình được. Ok. Thì nếu khi biến hữu tình từ đồng nó thành nó sẽ thành thể tình Phật. Ok, cái đó là dễ hiểu. Thì cá nhân thể hiểu tại sao cái sự liên hệ, tại sao mà cái vô tình nó thành hữu tình được, thầy không hiểu cái chuyện đó. Thành thật thầy nói thầy không hiểu. Ok. Thì có những trường hợp mà những vô tình nó thành hữu tình. Cái hòn đá nó thành một cái vật hữu tình. Ok. Hoặc là hữu tình trở thành vô tình, chẳng như cái chuyện hòn bằng phu đó. Ok. Cái bà đó mà ngồi đó nhưng mà thành đá. Nó cũng có thể có nữa. Ok. Thành ra những cái thế giới này, cái việc có những cái chuyện mà cái việc không thể nghĩ bàn được, không thể tưởng tượng được. Ok. Không có thể suy luận ra được. Cái chuyện khác nữa là cái phần khác nữa là cái vô tình đó. Thì ra cái vô tình với hữu tình đó là nó chả có cái sự khác gì hết, tại vì nó cũng là thân Phật hết. Cái nhìn rộng đó, cái vô tình chỉ là một cái hiện tượng của pháp thân của thật Phật thôi. Tất cả những cái vị thấy đó đều là Phật hết, trước sau nó cũng là Phật hết. Ok. Nó vô tình là tại vì cái quả báo cái vị nó hiện ra cái cục hồng đá, nó hiện ra cái dao để nó cắt cái con tay thì cho nó chảy máu. Đó là quả báo của quý vị. Để cái đó nó không ngoài cái Phật tánh. Phần khó quá. Thầy nói thiệt, thầy không thấy được cái sự liên hệ đó luôn. Thầy này không dám nói. Nhưng điều cái trên cái lý thuyết đó là cái vô tình đó, nó cũng là cái pháp thân của Phật. Không khác gì hết. Không khác gì hữu tình hết. Hữu tình là Phật, và vô tình cũng là Phật. Tất cả đều là Phật hết. Okay. Mà nói cho chắc chắn, mà chính xác nó ở cái người này, nó cái cục đá nó làm chuyện xảy ra, nó chuyển thành hữu tình rồi. Hữu tình nó biến thành cục đá, nó thầy không thấy được, thầy chịu. Mà thầy trả lời đó không được. Ok. Thì đại khái nói là cái hữu tình, nói mà về lý thuyết, cái hữu tình với vô tình nó cũng là Phật, cái thân của Phật hết. Thành nếu như hữu tình mà thành Phật được thì vô tình cũng thành Phật được, cũng trở về lại cái nguồn gốc của mình, đều là Phật tánh hết. Đều cuối cùng sẽ biến thành Phật hết.
cái vô tình nó hiện ra tại một cái sự biến hóa nó ra, từ cái thân Phật nó biến hóa ra. Rồi sau khi mà đủ cái nhân duyên nó sẽ biến mất, rồi bỗng nhiên nó chuyển, nó trở về lại cái Phật tánh của nó, nó trở về cái nguồn gốc của nó thôi. Mà chỉ có thể trả lời một cách trừu tượng như vậy thôi, còn nói mà chính xác nó là con phải bức tham sân si thì chịu thì trả lời như vậy không được. Okay. And so the question I said I don't have a good answer for her, unfortunately, because in principle, a couple of angles. Number one, insentient beings are basically sentient. They're not that much different. There are cases where in the Buddhist scriptures where the rocks can become a sentient being. A sentient being can become a rock. Okay? So the separation is only temporary. In some cases, they change nature. Okay? But that's, and I don't know the exact correlation, so I can't pinpoint to you precisely what happens. Okay? So my answer is not good. I don't know. And the second also is from a theoretical perspective, because I only can use theory, you know, from my understanding of theory, but I cannot again give you examples. But theoretically, okay, based on what I understand, sentient beings, the insentient beings are basically manifestation of the Buddha Dharma body. It's the same thing, the same source. So it's from this something called your Buddha nature. It manifests as a sentient being, manifests as an ant. Okay? It manifests as you. And then the same reason, from the same your Buddha nature, the dual Buddha Dharma body. Okay? And so also manifests as Sabina, so that you can, you know, so that you have a relationship. And it also manifests as the car you drive, because it's your retribution, it's your blessings. Okay? It all came from the same source. Originally, it came from the Buddha's Dharma body. Okay? So whatever you see is temporary. So the meaning to me of this transference is that don't be attached to the sentient and insentient nature, this differentiation. Don't discriminate. Okay? Because it came from the same source. It all will return back to the Buddha nature eventually. The car would disintegrate, the knife would disintegrate, and we will return back to the Buddha nature. It's only there temporarily to serve a purpose, where actually it's the same substance. There's no difference. If you look at the substance between sentient and insentient beings, it's the same substance. No difference. No, thầy chỉ trả lời đại khái vậy thôi, về cái lý thuyết, okay? Là cái vô tình với hữu tình nó cùng một cái thể. Thành nó sẽ trở về là cùng một thể thôi. Thành ra cái ý nghĩa khi mà cái việc đọc như vậy là cái việc phải hiểu đó, nó cùng một thể. Thành ra trước sau nó cũng trở về lại cái thể đó. Thành ra không cần phải phân biệt. Đấy. Cũng giống như quý vị thấy cái tường như vậy nè. Đừng tưởng cái tường này là Phật vô tri. Không phải vô tri đâu. Nó có cái sức sống linh hồn ở trong đó. Cái vị tôn, cái vị lại Ngài Vi Đà Bồ Tát được Ngài giúp. Phải không sư cô? Mình khôn, mình biết. Mình đâu nhìn nó là vô tri đâu. Để cái tâm mình không còn phân biệt. Mình vẫn nói cái này bề ngoài là vô tri, thiệt ra không phải là vô tri. Thì nó sâu hơn như vậy nữa. Nó là thiệt ra nó cùng một cái thể. Tất cả cùng một thể. Không phải riêng người chúng sanh không mà những người mà vô tình nó cùng một thể luôn nữa. So that's why not only sentient beings, also insentient beings are of the same substance. Okay? It all has the Buddha nature, it has the Buddha substance. Okay? Con lao là bữa gặp thầy, để cái đầu, cái chân, cái cầu kia, con hiểu rồi.
với Phật, với Bồ Tát với mình mà nó chậu chặt chẳng hạn, có thể giống đó. Cái giới hạn là tại cái mắt con gì thấy được như vậy, thành ra cô diễn ra có nói tôi sao mà ông thầy ông nói tầm bậy được, cái chút xíu mà cái đầu tôi nó to hơn cái hạt cát sao mà có chuyện mà hàng ngày xa số thế giới trong đó, là tại vì cái mắt cái gì chỉ thấy được như vậy thôi. Cái những cái ngày mà Bồ Tát ta thấy cái mắt người ta vi tế cho ta thấy cái gì ta tưởng tượng được, đó là cái một cái khía cạnh nhỏ nhỏ thôi. Đó là mới bắt đầu thôi, con vẫn chưa hiểu, từ từ sẽ hiểu. Bắt đầu đó, tược. Ok. Anything else? Ai thắc mắc gì khác không? Ở đâu? Chỗ nào? Sao không gọi thầy? Trời đất ơi! Không, mỗi lần mình gặp như tôi gọi thầy nghe lập tức gọi điện thoại thầy. Ông già lắm cẩm sao mà tin lời ông được. Nãy thả. Trung gian, hoặc là trên biên, hoặc là giữa biên, hoặc là biên. Hả? Cái biên hoặc là giữa biên. Những ai lắm cần ta hỏi mà không trả lời. Cái phải là cái trái. Ở giữa hả? Thầy đứng chắc, nó nói cái trái, biết là xạo ngay lập tức. Hả? Ngay giữa hả? I'm disappointed. Let me translate the English for these English, these poor English speakers. They said that today, these old women, there's a woman who came here for the first time, who stayed here and resided with us for one day. And that's the first day. And when she tagged along to see the shirts that Xianqi was showing to them, and she was looking and she saw one of these stupas, and she saw like, do you see the Buddha there? A picture of Buddha? So these women look and they said, yes, they see a Buddha right there, a picture, image of a picture above the stupa, above the stupas. So I asked her, I asked Jin Chiang, I said, why didn't you call me? He said, I thought you knew. I said, what do you mean you know? I don't know. So they actually saw an image of the Buddha. They all see it, you know, these crazy women. They saw an image of the Buddha above the stupa.
inside the stupa, okay? And so I asked him, I said, why didn't you call me? He said, what? And she said, I thought you know already. This old woman, this crazy woman. So I said, which, where do you see it? Is it center, left, or right? The three cases, okay? Which one is it? And she says, it cannot be the left. I said, yeah, you're right, because the left is only Bodhisattva. You don't see a picture or image of a Buddha right here. So they passed the first test. Ở đó không có hình Phật. So she looked like something like some kind of images, and she concentrated, and apparently some kind of hallucination we saw, because she saw a picture, I mean an image of the Buddha, a golden Buddha right there when she concentrated. And not only her, but the other woman, and you know, a few women saw that. Giống nhau, bây giờ quý vị thấy giống nhau hay là khác nhau? Thì Quảng Ngân sao thấy được? Có Quảng Ngân thấy không được đâu. Còn cái bà chưa thấy hả? Mà giống nhau, cái hình có giống nhau hay là tôi nghe? Cái này là bất công dễ sợ đó, tại vì thầy là người tốn bao nhiêu công phu mà sửa soạn cái phòng rồi mắng chửi ông này chửi con bà kia rồi mình khổ sở, mình khổ sở dễ sợ cái phòng đó, mình khổ sở người ta không tưởng tượng được mà không cho mình thấy. So that woman who came for the first day, she looked and she saw the image of the Buddha inside the stupa, okay? And so she called the other women, and they looked, they also saw something as well. And I'm saying very upset, because these women do nothing for the sharers. We're going to labor for them. We spend the money to get the stupas, fix up the room, you know, and you don't know how painful it is to work with these contractors. And we see nothing. And this woman coming here for the first time, did nothing, and she saw the Buddhas. And these women who are crazy, they saw the Buddha too. I never saw anything. I better recite mention Master Buddha's name more often, because it's not working for me. We didn't see anybody out.
died and we heard something. Mm-hmm. And Sabina walked out of there and cared. Okay. Yeah, yeah, probably crazy talk from these old women. Lúc đó là nhịn nội thầy vậy, thầy quá thì tin bớt chứ, trời đất ơi. Yeah. Này nói con vẫn thấy được, ngày mai thấy cũng được đó con ơi, đừng mơ mộng vĩ vông, nó dù con ghê nó mới dù ngày mai mở cửa thêm lần nữa. Rốt. Tôi giỏi thiệt, thầy tu mà em thấy là cảm ơn gì thầy chịu. Nice thing about the sutra is that it's your faith. You're going to see whatever you believe in. If you really believe, you're going to see some manifestations. They confirm your faith. And each one of us will have a different response. That's the way it is. Part of what? No. It's just like it's a response from their faith. When you concentrate and you respectful and you're extremely respectful, okay, then you see these things. The response only occurs when you are extremely respectful. What happened with the normal people, see now, I lost them all. Now they're just, all these crazy women are talking, they don't care anymore. You see, what happened to these curious responses, I believe, are based on two things. Number one is your faith. Number two is your respect. Okay? If you are like that, then you have certain responses that are proportional to it. The reason that Westerners, they don't see any responses, very few, is because they don't believe. So when they walk in there, you walk in there and say,
careers? What is this? Guess what? It's all an object. It's going to reflect whatever your heart is. Does it make sense? Okay, so these Westerners walk in there and say, you know, yeah, I'm not sure about this, but this, I know what these Buddhists are doing. And that's all they see, a bunch of rocks and a bunch of stones, that's it. But if there are certain Westerners who walk in there and they say, my goodness, this is so sacred, this is so wonderful, then they begin to see things. Okay, they have responses. And then they, you know, like, you know, it's not... Cái cảm ứng á, nó có hai cái điều kiện. Thì là cung kính, thứ nhì là cái lòng tin. Cái người gia trang, cái người như Quả Ngân á, lòng tin nó lung lay, là nó thấy được mờ 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 thôi. À, sao có nghĩ là chỉ cho coi. Thầy nhắc lại cho con nghe cho rõ này. Khi con nói cái hình đó, xong con mới nói, sao có được? Đúng không? Sao có được? Không tin một cái là nó mờ mờ mờ. Hiểu không? Tại cái tâm mình đó, không tin, thành cho thấy. Không cần suy nghĩ. Lần sau người ta nói vậy, con không thèm suy nghĩ. Ờ, nhìn. Chẳng cần nói là tôi không tin. Cái thói con là tôi không tin. Đúng không? Không có đâu, phải không? Ý chót phải không? À, vậy đâu có ở đó làm sao biết được hay vậy? Trần Thiên thì sao mất? Trung sân. These women are going crazy. She was coughing, she went outside the cough so that she doesn't bother people. And what did she do? She heard the sound of the bell. It's not good. She's going to go to the hells because she's going to hear bells all the time. Nhưng bà chắc là đọa địa ngục quá rồi. Suốt ngày nghe chuông không à? Yes? Mm-hmm. Yeah. Can you put them on a Saturday for us to meditate with them? And I heard some bells. That's why I asked you what is the what is the meaning of the bell? This was a bell of the government. It was a fine sound. Another use of the bell is to awaken you. When you hit the bell, you can become enlightened. You can hear the sound of the bell, you become enlightened. That's the second use of the bell that most people don't know about. I hit the bell right there, and maybe some of you say, ah, aha, and you have this awakening. But you have to be very pure. You can't sit there, you can't stand there, Anna, and false think about the family and the house. It doesn't work. Just stand there and work with her, and then suddenly one of these times when I hit the bell with this handbell, this bell, boom, and then you say, oh wow, that's it. Mm-hmm. I don't know if it also happened to you that you smell something
quite sure, but it's not your imagination. Around here, there's a lot of fragrances that's offered from the gods. Our shears also have fragrance. I do smell the fragrances of these shears. The tooth shears I have, okay, I smell them even when I'm like 50 miles away. I could smell it. Okay, the same exact fragrance as when I smell next to it. It's right there. It doesn't matter where I'm at. I can smell it. I don't dare tell people because people might think I'm crazy or something. But it's quite common. Quite common. But my case is different from yours. Your case is usually you smell because there's lots of fragrances here. But not only that, but also what you don't realize that the gods. They come here and they offer a lot of flowers and incense. It's very often. They come and they offer. Okay? Sometimes you're so sensitive you can smell the flowers they bring and the incense they offer. It's not uncommon at all. We are so small in sensing beings here, in visible beings, but we're quite well known in the invisible world. A lot of them come to make offerings. This is the sagely grounds. So, anyway, anything else? Ai thắc mắc gì nữa không? All the experience is natural. It's not your imagination. It's not at all. You're not going crazy. It's very, very commonplace. Cô này cô nghe những cái mùi hương này nọ, cô hỏi cái gì làm, cô nói cái đó nó thông thường lắm, tại vì xung quanh nó đủ hương hoa với là mà mình có mấy sao lời có hương, có mùi hương, rồi thiên nhân tới nó cũng hương hoa nữa, thành ra cái gì đi mà ngửi mùi hương là chuyện thông thường, không có gì lạ. Ngoài trời ta sung sướng lắm, ta đi ta thích ta tới ta cúng hương ta cúng hoa, chuyện thông thường. Ra sao con nghe? Bà đó từ đâu tới vậy? Nguồn gốc bà là ai? Lai lịch bà là gì? Thì có từng gặp cái mặt quen rồi, cân quen, nhưng đều bà đâu, bà đã có định lực cái nhóm cái bà đó, cái bà Hồng hả? Bạn kia là bà Hồng hả? Bà nào? Bà nào? Bà Hồng là bên cạnh nhà đó không? Cái bà kia đó, cái bà tới mới tới ngày hôm nay đó. Mới tới là niệm Phật ngày hôm nay lần đầu đó. Cái bà đó có công phu. Bà có công phu nói đó, bà thứ khá. Thì mình tính là bà hay đi kép, nãy bà ngồi cho đó bà ăn, rồi bà nói là bà thanh gia là một chim dài, một chim cụt.
Chắc thầy sẽ miễn phí rồi, cái chân nó cũng bị cục rồi, chân nó bị cục. Tối rồi như được, mình xin chính phủ như thường, nói về chân tôi bây giờ nó bị què rồi. Thì nó xương nó bị vấn đề một tí, nó đang liền thành thầy không xài được, không muốn bẻ nó. Cần gì hết đó. Nó tự động, nó đang hồi phục lại những điều cái thiền nó tự động nó hàn gắn lại như được. Cái khổ trong thời gian này không có quyền bẻ cong được, thành lại cũng được, bẻ cái như vậy là nó trật khớp thành không dám. Chứ không có vấn đề những ngón chân, không có gì hết. Không có gì thầy có dụng chúng chỗ nào không, có làm chúng chỗ nào bị dụng chúng không? Không, cái xương. Ok, anything else? Ai còn thắc mắc gì nữa không? Ngồi dính thì she would not give up. She said, now I'm so curious, can we open the Sharira room again? So that we can take a look at it again. I say, nice try, Ngô Yến. Cái bà này nhất định không có bỏ cuộc, nhất định đôi coi xá lợi cho được. Nè, Hiền Trì, con đưa cái kim quang ra, có thử bạn có thấy, đưa cái bạn. Ngày mai, không, đừng, ngày mai bà tới, cho mình bà vô thôi, đừng cho con quà ngân vô. Đúng không? Đem kim quang ra coi thử có thấy gì không. Bà đã được đó. Cái người khi mà người ta lớn tuổi mà người ta không còn cái tham dục nữa, người ta có những cái thanh tịnh, ta dễ có cảm ứng. So this woman here, so she's not married. She's unmarried, người không bao giờ chưa bao giờ lập gia đình, mấy người còn nhảy hơn nữa. Okay, she's never been married. She was born with one foot shorter than the other, and then her arm was sort of like paralyzed because she was hit by a bomb in Vietnam. So when she came here to this country, she never married, and she lived by herself. So that she have government housing, a house from the government, and then she has a free taxi cab. She's handicapped, so she goes wherever she goes for free. Okay, they pick her up. She makes an appointment, and then they come pick her up and drive her somewhere, and then they come back and pick her up, stuff like that. So she's got it made, and she saw this apparition
in the stupa. And I said, it's not uncommon, actually. Because these people, when they order and they have nothing else, they're not greedy for anything else. They're basically settled, okay? And they're more or less pure. They're not greedy for anything. It's way beyond it already. So that's why when they cultivate, they get responses and they have responses more than we do. Because they're not as agitated as we are. We agitated because you worry about your children, you worry about the family, you worry about food, you worry about everything. You have so many worries. She has no worries. So that's why she's a lot more pure than we are. Okay. Mấy người mà lớn tuổi như vậy mà tới cái tình trạng người ta mà người ta có thể không có đầy đủ, không cần tham lam nữa. Thế nên họ dễ thanh tịnh, cái tâm họ dễ thanh tịnh lắm. Yeah. Thành lúc bà niệm Phật, bà niệm bà niệm Phật giỏi lắm. Bà niệm Phật rất là giỏi. Cái bà Hồng có niệm Phật được, nhưng mà bà Hồng cũng con động quá. Đấy. Cái bà này giỏi hơn bà Hồng, niệm Phật hay hơn bà Hồng. Bà Hồng giỏi. Cái bà này giỏi lắm. Cái bà cục chân này. Bởi vậy mấy người mà cụt chân nó giỏi lắm. Tôi nói, 但是很精进的, 没有什么贪欲的, 贪欲很少, 所以念佛的很好。 cái người mà tham dục ít chừng nào niệm Phật càng hay chừng đấy. Cái lòng mình mà càng bớt tham dục á, thì niệm Phật hay lắm. Phật giỏi lắm, bà nó giỏi lắm. Okay, anything else? Ai thắc mắc gì nữa không? Dạ. Tại sao được thờ trong chùa á? Nó thánh đó. Ông thánh, ông dữ lắm á. Lúc trước là giết người như ngoé vậy, thiệt ra ông thánh đó. Ông chặt biết bao nhiêu cái đầu. Ông mà giận ai cho nó phục. Bà dám bán tôi hả? Rồi chuyện nó là quan công, ta vũ khí thì gọi là gì? Hả? Ta đao. 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 Na bu shi sha lung dao. Tôi à, tôi biết. Cái là tôi chẳng, ý kiến tôi chẳng, tôi nghĩ là cái sha lung dao. Bu shi hả? Đồ long dao. Giống như cô gái đồ long vậy. Cái ông quan công là giết người như ngoé, như đều sau khi mà ông chết rồi ông thành thánh. Cái thánh thánh nhân ông ngài quân công ngài thành thánh nhân này, ngài phát cái quyền là vào trong Già Lam đó để mà bảo vệ cho Già Lam. Thành mấy cái tu quỷ ma quỷ nó tới, nó gặp cái ông này, ông đứng ông cầm cái đao, ông đứng cửa vậy rồi tụi nó khớp, nó chạy vào, nó cũng vào. Vì đà. Ông này là quan trọng lắm ạ. Vì đà là quan trọng lắm ạ. Vì đà là cái gì mà thiền. Cái gì mà thiền mà không có vì đà là không được đâu. Ông vì đà là ủng hộ mấy người thiền. Con nghe trong cái kinh Đức Thầy 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 Thầy
lên tới 1.000 mà. 1.000 gì? 1.000 người thành Phật mới tới ngày cái tên gì vừa nhát người ta có coi sắc hả? Ồ, sai rồi, sai rồi nhé, cái cháu này tớ hút rồi. Mình tu toàn gặp thứ dữ không à, cái tất cả những cái đạo tràng được bây giờ với là quan công bảo vệ, thành là mấy chùa tàu ta thỉnh hai cái tượng tự động đấy thỉnh vào để được bảo vệ. Mấy ông phong thứ dữ không à? Mấy ma quỷ ông gặp là chạy dài hết. Ok, anything else? Ai thắc mắc gì khác nữa không? Còn 3 phút nữa. Yes. Đi qua thôi. Ngày mai bà tới còn đem cái máy hình nữa chụp. Bà thấy mình chụp có thấy không? So that woman comes back tomorrow again and we should be ready to take a letter in and let her see the golden light sure and maybe take a picture. If she keeps on seeing things, maybe we may be able to capture it as well. Okay? Mấy cái bà lắm chuyện, mấy bà già trầu lắm chuyện quá. These women are going crazy, they talk too much. I have some good news for you. Ngày nay thầy có một cái lời khen cho quý vị. I'm very pleased with you today. Ngày hôm nay thầy rất là hoan hỷ. Because in the afternoon, the first session, a lot of enter samadhi. Tại vì chiều nay đó, cái giờ đầu tiên hết, cái khóa đầu tiên hết, lúc mà ngồi thiền, lúc mà ngồi mà mặc niệm đó, rất nhiều người nhập định. Ôi, quý vị nhập định. Thầy mừng chứ sao? Thầy cũng nhập định luôn nữa, biến mất luôn. Cả chùa nhập định luôn. Anh có lời mừng với quý vị. Khó lắm, muốn dễ đâu. Quý vị tu hành gắt gao, Deo enter samadhi. Cái giờ đầu the first sit, cái giờ đầu tiên hết á, cái khóa đầu tiên hết đó, là quý vị nhập định để enter samadhi. Quý vị biết mà niệm Phật mình mà nhập định là khó chừng nào không? Tại cái đầu quý vị toàn là vọng tưởng không ạ. Thầy đi qua mấy chùa mình đi nhập định là niệm Phật là toàn là thầy nhìn họ là thầy lắc đầu hết rồi. Tới tu, you see, I went to so many of these places like the Amida Society. Cái nhóm bên gì đó, bên tụi Tịnh Không đó, nó đủ đạo tràng, khắp đạo tràng đó đi, nó tổ chức, người tài gia tổ chức mà đi niệm Phật với nhau đó. Thầy vào thầy biết hay qua là tụi nó toàn là vọng tưởng thôi, sao nó niệm Phật được. Không cái đầu không ngoài cái đầu, giống như là hai cái nó quyện với nhau vậy.
đâu hả con, mà niệm hồi thì thấy nó như vậy, mà nó không ở đâu với mình chút xíu, nhưng mà rõ ràng là cái tiếng này dạy là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật nó vô thì đọc cả một khoảng công chỉ có tiếng A Di Đà Phật thôi. Cái đầu mình lúc đó làm như nó bằng hư không, bằng cái gì cũng thấy cái đầu mình nữa, thành ra cái tiếng nó phải trong cái đầu, nó không phải ngoài cái đầu. Lúc nào? Lúc mà đi vòng vòng thầy đây. Lúc nào, lúc khóa, lúc có nhớ khóa nào, khóa nhất, nhì, ba, lúc nào? Như là lúc chiều này. Dạ, lẫm cộng, không nhớ được luôn nữa. Có ba cái khóa mà không nhớ được cái khóa nào. Dạ, thiệt á. Mà nó hay lắm, là giống như mình là giống như là nó có cái thiền định, nhưng mà nó không có cái thiền định, nó không phải trong cái đầu. Cái khóa thứ nhất là cái khóa mà cái gì biết khó chừng nào, lúc đó là ai bụng ai cũng cứng nhắc hết đó. Thay nhưng mà thay vì ngủ gật mà nhập định là cái việc của tu hành rất là tinh tấn. Không có tinh tấn nhập không được, vô không được. Giỏi, cái nhóm cái chiều này giỏi, tu hành rất là giỏi. Đó, con nhập, nó vẫn còn nữa. Nhập xong rồi con vẫn còn. Thầy nói con nghe này, con nhờ con nhập định, con mới lành bệnh đó. Nhập xong rồi đi được nhập định. Nó lành bệnh đó. Nhờ cái nhập định đó, nó lành bệnh. Nếu mà cụ này mà bớt nói tí là nhập định lâu hơn tí, chắc là lành bệnh rồi đó. Thì tà bả, mấy bà điên quá này. Là nó, mới nhập có tí xíu, nhảy ra nó, trời ơi, sao chị kỳ dữ vậy? Tại sao con nghe âm thanh? Tâm bậy, để yên đó. Đừng có làm gì hết á. Cái định bà là bà vô xong bà ra, còn định con lâu. Thành ra con bệnh, con lành bệnh ngay lập tức. Khác biệt. See what happened is that this woman here is healed. Okay, she got well. And the older ladies, they also enter samadhi, but they enter and they exit immediately. They didn't last very long. Hers last longer, that's why she got well immediately. Hint, hint. Như con khỏe, con còn khỏe hơn trước khi con tới đây nữa. Đúng không? Trước cái ngày con tới đây là người con bầy nhầy à, trông thấy gớm. Cái chiều này là cái gì nhập định, nghĩa là cả cái nhóm bên này nó nhập định dễ sợ luôn, mấy gia đầu cũng nhập định luôn nữa. Những cái gì tu giỏi dễ sợ. This afternoon, this section here, they all enter samadhi. This section, the entire section enter samadhi. It's remarkable. When you go to a place, a way place, you recite the Buddha's name, you're lucky you get one or two persons doing that. The entire group. Tới một cái chỗ đạo tràng mà quý vị niệm Phật á, cao lắm được một hai người. Họ là như cái bà mà nó tới đó, bà nhập đó. Bà thứ đó bà giữ đó, bà nhập vào đều là nhập được hết đó. Mà cái chiều này mà cái nhóm bầy nhầy này á, nó nhập hết là quý vị quá giỏi. Quá giỏi, không có dễ đâu. Tại cái pháp đại chúng nó phiền lắm, nó nhiều người quá thành mình khi nào mình cũng bị điên đảo hết đó. Nó khó nhập dễ sợ lắm. Ok, phải có đúng biết đúng cách đó, mới nhập được. Ừ. Mấy cái bà này chơi không, thành nhập vô ra thành không có thành bệnh được. Mấy bà kia, cái bà kia nhập lâu thành nó bệnh nó lành ngay lập tức. Cái gì nhập định càng lâu chừng nào bệnh nó càng lành. Trong gì hết đó. I explain to you. It's very remarkable that today, only today, the first session, second session is not as good anymore. The first session, this women's side, they all enter samadhi. It's very, very rare. Very, very rare. Okay? I even enter samadhi myself when I'm not bragging. Yeah, I am.
Didn't happen that often, actually. No, you enter samadhi, and then by the time I got out, I don't know, realize what happened. There's no memory at all what I did. Okay? And I look at them, I say, oh, wow, these people too. Thành là cả chùa mình ngay cả thầy, cá nhân thầy, lúc đó thầy cũng nhập định luôn đó. Thật nhiên định luôn, thời gian thầy nhập định luôn đó. Không biết gì hết đó. Cũng như cái cô, mà cái cô đó, tôi kia là không có niệm Phật luôn nữa. Không còn cái gì hết đó. Okay? So what happened is that when you enter samadhi, okay, these women enter samadhi, and that woman there, she entered samadhi, and she stayed in samadhi for a long time. That's why she got healed right away. And the two old ladies also entered samadhi, but they came out right away because they're full of thoughts, they're full of false thinking. Okay? So I'm very pleased. Actually, I was very happy this afternoon. Hồi chiều thầy mừng lắm. Thầy nói là cái gì mà được như vậy cho quý vị thấy được cái thiền lạc, thấy được cái sung sướng của tu hành. Đuổi ông ra ngay á, cái đạo khang á, đuổi ngay á, nói ông làm gì ở đây, ông là Gia Tấn, tôi là người Việt Nam, đừng có tới nữa. Rồi nhờ mà tất cả đều chú tâm mà giữ vững cái tiếng niệm Phật á, mà trong lòng cũng không có thấy bực bội, không thấy phiền não, không thấy gì hết. Cũng như là chuyện của ông thì ông làm, chuyện tôi thì tôi làm, cứ như vậy mà đại chúng là tiếng như là sóng biển mà cứ She says that Jing'a says that she's grateful to the fat white man because his odd behavior, his odd recitation helped her realize that the assembly is very well trained, and the samadhi power is stronger than his. They kept up to their recitation. He didn't bother them at all. Okay, everyone ignored him. Everyone was now afflicted except for two women who were giggling like hell. So she says that actually what she I think let me paraphrase this for you. It's because you've been trained all these years. Part of the practice is not to get afflicted. Cái chùa này thầy dạy trước giờ chỉ là mấy năm thầy dạy chỉ nói thôi, vào đại chúng thì phải nhìn cái phiền não mình. Người ta đừng để người ta làm mình phiền não. Cái pháp tu là như vậy đó. Ok, thành bây giờ hiểu rồi, là như vậy. Chứ còn những cái đạo tràng khác họ làm như vậy được đâu. Đạo tràng khác người da trắng chắc chắn họ mời ra. This is because you've been trained for all these years and you finally understand that it's no need to get afflicted. Everything's a test to see whether you get afflicted or not. Okay? That white fat white man is a test for you. Okay? And you pass the test by not getting afflicted. And I assure you, most other way places, he'll be shown the door. He said, no, you don't belong here. This is not how we recite the Buddha's name. Okay, here they concentrate their own recitation. No, I don't care. Whatever he says, it's not my problem. Whatever he recites, if he does it wrong, it's not my problem. Okay, I concentrate my recitation as I'm told. Ông thầy cũng dạy chừng đó thôi à. Mình niệm Phật để làm cái gì? Chuyện gì xa mình cứ làm lơ hết. Ngồi đó mà làm lơ. Không làm gì hết đó. Kệ nó. Cái đó là cái pháp mình tu đó. Kệ, mình cần biết, kệ đó. Có là cái pháp. That's the Dharma we're practicing. Whatever someone else is doing, none of your business. If you're like that, then you can drop your worries. You worry too much. That's why you get afflicted.
all these things, all these sessions are to help you train you to that point, and then you take it with you home. Take it home with you. You say, I'm going to concentrate on my recitation. Why should you stop at home? You recite the Buddha's name as well. And if they afflict you, you say, no, it's not my problem. I will not get afflicted. Cái đó là cái pháp tu phải riêng ở chùa đâu, cái về nhà cái không làm như vậy đâu nữa. Nếu ở đây cái việc không bị phiền não, về nhà người nhà không thể làm mình phiền não được. Mình chỉ niệm Phật tiếp thôi. You keep reciting Buddha's name at home and choose not to get afflicted. Okay? That's how you help them. Đó là cách mình giúp người nhà mình đó. Người chung mình đó. Mình không bị phiền não mình mới giúp họ được chứ. Mình phiền não là mình đang tạo cái vấn đề cho người ta. You realize when you go home, you get afflicted, you're causing problems. You're not solving problems, you're causing problems. Yes? Yeah? Ông đàn này vô phương cứu chữa. So Travis says, you remain unafflicted at home, then they object to it. His wife will object to it and say, we live together and it's just like you mind your business, I mind mine, so what's the point living together? And I said, Travis, you're hopeless. There's no hope for you. And he brings up stupid things like this, and when I'm 15 minutes over, 15 phút quá giờ rồi, đem cái chuyện mà không thể nói giảng giải nghĩa nó nó trong một phút được. I cannot explain this in 1 minute. And so that's what he does. He drops the grenade and then says, okay, let's quit here. Phá đầy không? Okay, let's stop here. Ngừng lại đây nghe. Let's wrap it up. We should we get some rest. Ngồi 2 tiếng đồng hồ nhưng bây giờ đau chân đau lưng đủ thứ hết mà cái gì bớt hang nè. Khó lắm, cô tưởng tượng ngồi nghe thầy giảng 2 tiếng đồng hồ là khó, dễ sợ lắm, không ai chịu nổi hết á. Mấy người mới vào là run đứng dậy bỏ đi, kiếm cách này rồi nó chỗ này khó thôi, thôi mình đứng dậy mình đi rồi. Thử đủ thứ thử thách hết mà chịu không nổi đâu. Ngồi 2 tiếng đồng hồ ở chùa Bằng Thật, ngồi 1 tiếng rưỡi thầy bắt ngồi 2 tiếng. Cái truyền thống ngày Tiên Hóa là ngồi 1 tiếng rưỡi thằng đứng dậy là hết hơi rồi đó. Ở đây á, là từ đầu chứ cuối tới giờ bao nhiêu mà ngồi 2 tiếng hết đó. Thằng đúng là dám trở lại hết.